Ôi giống nhau quá. Mời hai em. Dạ. Câu nói đầu tiên của anh đó là hai vợ chồng này cái mặt giống nhau quá. Có ai nói không ta? Dạ có. Thấy chưa? Đó. Rồi bây giờ mời hai em giới thiệu về mình. Dạ, con xin phép gửi lời chào đến cô Hồng Vân, chú Quốc Thuận, cũng như là tất cả quý khán giả đang xem chương trình Vợ Chồng Son ngày hôm nay ạ. Dạ. Con tên là Nguyễn Minh Hoàng, hiện tại con là ca sĩ tự do. Dạ. Hàng nay bao nhiêu tuổi Hoàng? Con 35 tuổi. 35 tuổi. Trời, 35 mà sao trẻ quá chị Một. Trẻ thiệt. Dạ. Trẻ giống một cái người ca sĩ ở trong showbiz mình nè. Ai Đan ta? Trường. Tương có công nhận không? Dạ. Có liên quan gì đến Đan Trường không? Thực sự thì con đã từng tham gia những chương trình về hóa thân thành ca sĩ thần tượng của mình, đó là anh Boy Đan Trường. Ồ vậy hả? Không. Bạn này bạn nói rồi mình mới thấy cái nét mặt của bạn cũng nhăn nhác Đan Trường. Cái giọng hồi nãy lúc mà vô chương trình á, dạ, mình yêu cầu các bạn trang điểm á, dạ, đừng có xịt keo làm tóc, để hai mái giống như anh Bo luôn. Trước đây con cũng đã từng để hai mái rồi, nhưng mà anh Đan Trường để hai mái nhìn đẹp lắm, mà con để hai mái nhìn nó bị sai sai, bị lỗi lỗi. Đúng không? Dạ. Rồi thôi để dành hai mái đó cho chú. Dạ. Dạ. Gì vậy? Phản ứng quá vậy hả? Quá là phản ứng đi, không biết mái đâu mà để cho em. Trời ơi, để tôi cho mọi người coi tấm hình tôi để hai mái để mọi tôi người thấy rồi hồn. Mày ơi, xin cha cha cha. Đúng rồi đó. Đâu bây giờ Hoàng hát thử lại cái hồi mà Hoàng hóa thân thành ca sĩ Đan Trường đi, một hai câu thôi. Sau đây thì con xin gửi đến mọi người một đoạn trong ca khúc Tình Khúc Vàng. Anh nghe mùi hương trên tống quen nồng nàn, anh nghe tình em chưa chan. Anh nghe bàn tay trong bàn tay nhẹ nhàng với người đời hé môi cười. Anh nghe niềm vui trên phố đông rộn ràng, anh nghe tình yêu bên tình yêu hát vang. Anh nghe bờ vai bên bờ vai dịu dàng ngỡ ngàng cùng anh chiều sáng. Hay quá. Nhắm mắt lại là cứ tưởng Đan Trường xuất hiện trong trình Vợ Chồng Son không? Đáng yêu. Ừ. Rồi, mời dạ, con chào cô Hồng Vân, chào chú Quốc Thuận và chào khán giả. Con tên là Mai Thị Diễm Phương, con sinh năm 92, năm nay con 30 tuổi. Con mới sinh em bé được 5 tháng. À. Dạ, hiện tại thì con đang ở nhà chăm em bé. À. Nhưng mà trước đây là Mai Diễm Phương nha. Con đừng nói là con cũng mê cái cô Mai Diễm Phương. Mai Diễm Phương bên Hồng Kông. Dạ. Đó. Cô bên Hồng Kông là Mai Diễm Phương, con là thêm chú Thị nữa. Trước đây thì con làm trong công ty giải trí của hệ thống nhà hàng karaoke Kingdom. Rồi như vậy là biết tại sao họ quen nhau rồi. Sao? Em biết. Nữa hả? Ông này, ông đi hát karaoke, ông đi hát karaoke và ông gặp cái cô này và xinh quá. Họ bắt đầu lấy số phone cho nhau và ổng chủ động cua bà này và dính luôn, đúng không? Vậy không đúng. Vậy không đúng. Bắt mấy ông làm ông mụ tôi. Thực sự hai tụi con quen thì chỉ mới quen thôi, nhưng mà đã biết thì đã biết từ rất lâu rồi. Thực sự thì trước đây con là quản lý chung hệ thống của Phương làm luôn. Đúng rồi. Dạ đúng rồi. Phương vào thì Phương làm vị trí là lễ tân. Dạ. Thì hai đứa gặp nhau thì chỉ ở mức đồng nghiệp với nhau thôi. Và con thì cũng chỉ xem Phương là đồng nghiệp và giống như những bạn nhân viên trong đó và những đứa em trong đó thôi. Không có để ý nhiều mà cũng thấy cô bé này cũng dễ thương, cũng xinh và cũng có chút cảm tình gì đó thôi, nhưng mà không có đi xa hơn. Phương, con có cảm mến anh không? Dạ không. Thấy chưa? Không có đứa nào cảm mến đứa nào hết trơn, cái trời á. Ủa sao kỳ vậy? Có nghĩa là hai đứa tụi nó biết nhau từ rất lâu rồi, nhưng mà yêu nhau thì chỉ mới đây thôi. Lúc con vô làm Kingdom là 2014 rồi. Nhưng mà thực sự thời gian đầu vô Kingdom thì con còn trẻ con lắm. Thực sự là lúc mà mới vô làm đó thì môi trường mới mà với lại nhân viên mới thì cũng được nhiều người để ý, chứ không phải là chỉ một mình Hoàng để ý, thì lúc đó cũng chả để ý gì đến Hoàng đâu. Trong cái thời gian đó là con đã có người yêu chưa? Dạ, lúc mà mới vô làm Kingdom thì con chưa có người yêu. Dạ. Rất nhiều anh để ý. Dạ. Mà còn... không phải chỉ một mình anh Hoàng quản lý để ý đâu. Đó, bây giờ Hoàng nè. Dạ. Lúc mà trước khi con gặp Phương thì là con đã trải qua bao nhiêu cuộc tình rồi? Thời đó là còn trẻ nên cũng yêu rồi chia tay cũng nhiều lần, có nghĩa là một người nhưng mà chia tay rồi yêu lại. Dạ. Câu hỏi này, tụi con làm chung với nhau bao lâu thì tụi con bắt đầu có cảm tình với nhau? Sau đó là đã kết hôn, mỗi đứa đã tự tìm cho nhau một cái
hôn nhân riêng của mình. Con đã đưa được bao nhiêu năm thì là ly dị? Con thì 6 đến 8 tháng thì là con ly dị. Dạ đúng rồi. Con thì được 4 5 năm á. Ồ, như vậy có nghĩa là cái này đó mới là cái mấu chốt đây nè. Con chia tay trước. Dạ. Lúc đó là Phương chưa có chia tay. Dạ đúng rồi. Không? Dạ. Đó. Thì nhưng mà tình trạng của Phương là như thế nào? Ly hôn nhưng mà có con không? Dạ có, con có một đứa con, năm nay cũng 4 tuổi rồi. Rồi các bạn gặp lại nhau ở đâu? Phương lúc đó là Phương đã trong tình cảm là đã gọi là gần sắp ly hôn rồi. Thì con có nói chuyện anh em thì lâu ngày không gặp lại. Dạ cũng nhắn tin qua nhắn tin lại vậy đó. Nói chung là con cũng khuyên nhiều, tại vì con cũng đã từng có gia đình và cũng đã hiểu được cái cảm giác là mất đi một người thương yêu của mình và mất đi một cái gia đình hạnh phúc thì mình cũng đau xót lắm. Nhưng mà thực sự thì Phương cũng không thể nào hàn gắn lại được, không cứu vãn được, không cứu vãn được nữa. Ok, còn Phương thì sao? Sau một thời gian gặp lại Hoàng thì Phương thấy Hoàng có một cái gì đó khác. Hồi trước á, con với anh Hoàng làm chung với nhau á, thì nổi tiếng nhất trong hệ thống luôn là cứ gặp nhau là cà khịa với nhau à. Ai là người khịa người kia? Không, hai đứa hay khịa qua khịa lại vậy đó. Tụi nó khắc khẩu. Hết dịch đợt đầu tiên á, thì khi mà gặp lại thì lúc đó tâm trạng của con cũng không có được vui. Lúc đó con buồn bã và cũng ít nói đi, con cũng chả khịa gì Hoàng hết. Hoàng cũng hiểu. Thì sau thời gian nó gặp lại thì anh Hoàng cách cư xử khác hẳn, nhẹ nhàng hơn, rồi chín chắn hơn. Dạ, khác so với trước đây hơn. Chín dạ. Chắn nhường nhịn hơn. Dạ đúng rồi. Người đàn ông đó một lần đổ vỡ đó em. Dạ, đúng nhưng rồi. Mà Hoàng thì sao? Thì hồi xưa thì Phương rất là trẻ con, có thể nói là rất là trẻ trâu. Có thể nói là rất là trẻ trâu. Nhưng mà sau đó là gặp lại Phương thì cảm nhận Phương là một người phụ nữ yêu gia đình, chững chạc và chín chắn hơn. Sau cái đó thì bao nhiêu lâu thì tụi con đi đến chuyện hai đứa kết hôn? Dạ, cũng một năm. Con là một người rất là thương con nít. Phương thì có bé Su Nít trước đó. Hồi xưa Phương cũng hay dẫn lên chỗ làm thì con cũng gặp nhiều lần, con cũng mến, quý mến. Thì lúc đó con cũng hay chọc chọc, giỡn giỡn. Con nói Phương là đi chơi, dẫn theo Su Nít chơi. Hai đứa có đứa nào chung chưa? Dạ có, bé được 5 tháng. Trai luôn. Hai đứa con trai. Dạ, dạ đúng rồi. Một đứa con chung, rồi một đứa là con riêng đó. Thì không biết rằng là ba Hoàng, cái tình cảm của ba dành cho hai đứa con nó có cái gì khác nhau? Dạ, thực sự đối với con thì cái quan điểm là không có phân biệt ra cái con chung hay là con riêng gì hết. Trong đầu con lúc nào cũng suy nghĩ Su Nít đó là con ruột của mình, mình phải là cùng nhau để mà nuôi dạy con. Người phụ nữ mà đổ vỡ trong hôn nhân rồi á, thì khi mà bắt đầu lại mà đối với một người mà đã có con như con nữa, không thể nào mà vì tình cảm của mẹ mà chọn cái hạnh phúc, thì con phải nghĩ cho con của con nữa. Thì trước khi bắt đầu với Hoàng á, thì con cũng nghe nhiều dư luận trái chiều lắm. Có thể là bây giờ Hoàng lấy lòng con, thương Son Nít để lấy lòng con, rồi sau này Hoàng sẽ khi mà được lòng của con rồi thì sẽ không thương Son Nít này nọ nữa. Thì lúc đó con cũng suy nghĩ rất là đắn đo. Con cảm nhận được cái tình cảm mà Hoàng dành cho Son Nít là tình cảm thực sự, chứ không phải vì mà lấy lòng mẹ mà chiều chuộng hay là yêu thương Son Nít. Thực sự là con cũng rất là yên tâm về sau này là không có cái tình trạng mà cha dượng này nọ cái kiểu, hoặc là con chung con riêng. Tỏ tình chứ cô ấy á, thì có lãng mạn gì không? Thực sự con chưa nhận được lời tỏ tình nào hết trơn. Nhưng mà sao lại chấp nhận vậy? Đồng cảm rồi cảm nhận rồi thấu hiểu nhau vậy đó. Chứ thực sự con chưa nhận được lời tỏ tình nào. Có cái tụi con có gặp trường hợp này không? Như hai đứa là đã có cái gia đình riêng rồi, xong rồi đến với nhau. Cái đến nó cũng rất là nhanh, nó cũng rất nhiều cảm xúc. Nhưng mà rồi đến khi mà đụng gọi là cọ sát với nhau rồi thì cũng cực kỳ hay có nhiều mâu thuẫn. Phương, bà này, vợ con, bà rất là gọi là dễ bị xúc động, rồi dễ bị tự ái, rồi dễ bị tổn thương. Nên mà bị tổn thương một cái gì nhỏ thôi là bà rớt nước mắt. Mà đối với con thì con thấy phụ nữ bị rớt nước mắt là con bị yếu lòng. Con sợ không? Dạ, sợ. Dạ. Nên lúc nào mà có chuyện gì xảy ra con là người xin lỗi trước. Im lặng, con không dám nói gì hết. Mà trong khi con im lặng thì bà này cũng im lặng luôn. Bà không có nói gì hết. Chỉ giận thôi chứ chưa đến cái mức mà gọi là thôi chia tay luôn đi. Chưa có đúng không? Có không? Dạ có. Dạ có. Dạ có rồi, chia tay. Ai ai bên nào? Chắc cũng cả ngàn lần có. Vậy hả? Dạ tại vì tính của con á, dễ giận, dễ lẫy lắm. Mà mỗi lần mà con giận con lẫy là hả?
thôi cảm thấy không hợp thôi chia tay đi. Nhưng mà dạng như là nó chỉ nói lẫy là tại vì trong lòng con đinh, lúc nào cũng đinh ninh là không chia tay được đâu, tại vì Hoàng ví dụ con mà làm ầm lên là lúc nào Hoàng cũng nhường nhịn con hết á, nên dạng như là cái đó cũng là một tính xấu của con. Con cũng biết cái đó là tính xấu nhưng mà được anh chiều á nên lúc nào con cũng làm lẫy như vậy á, làm cho anh sợ vậy thôi. Xong rồi kể xấu nhau đi mới vui nè. Nó có thật xấu nào lòi ra không? Mà bà chỉ được chỉ có cái là một ngày 24 tiếng mà bà ngủ tới 12-13 tiếng lận. Mới sinh nó cứ ngủ. Lúc mà hai đứa về là lúc đó là lại là dính con, bầu. Cái dòng mà dính bầu ngủ dữ lắm luôn. Dạ, kinh hoàng luôn. Tại vì lúc mà con có bầu là lúc đang dịch phong tỏa thành phố, đâu có được đi đâu đâu. Đâu đúng không? Dạ đúng rồi, suốt ngày dính nhau 24/24. Bây giờ tật xấu nè. Dạ, bà rất là cọc cằn. Bà nói chuyện giống như là không có bị ngang như con cua vậy đó. Mà bà nói đúng thì phải là đúng, mà sai cũng phải là sai. Rồi không được cãi lại. Dạ không được cãi lại. Mà có cãi lại là bà giận. Bà giận là mình thua. Dạ. Rồi cốt là cốt con cua. Cốt Cà Mau đấy chị. Dạ. Rồi sao nữa? Sao nữa nè? Nóng tính, cọc cằn nữa. Mỗi lần con hỏi cái gì, cái mà bà đang mà khó chịu một chút là hả, bà sạc. Bà sạc lại, nạt lại. Ví dụ bà nạt sao nè? Nạt thì cũng không phải là nạt mà dạy như là nói chuyện hơi gần giọng một xíu chứ không được ngọt ngào như thế. Anh không có hình dung nó được. Nay ăn sáng chưa? Không lẽ giờ này chưa ăn? Không lẽ giờ này chưa ăn? Vậy đó hả? Vậy đó. Dạ. Dạ em ăn rồi, em ăn rồi, anh ăn đi hay sao đó. Những lẽ gì chưa ăn hỏi. Hỏi ngược đó, hỏi, dạ, ngược, hỏi ngược lại. Dạ. Hỏi là mình cục khứ rồi đó. Dạ. Thêm cái là bả mà đói bụng lên bả cọc tính. Xấu đói. Dạ, không chịu nổi luôn. Xấu đói. Ai vậy? Ai chỉ nhìn theo hướng đó. Đói ai cũng xấu. Dạ. Dạ. Ở nhà rồi ai nấu nướng? Bà nấu nướng nhưng mà con là người nếm thức ăn. Bà nấu nhưng mà không giờ bà nếm thức ăn hết trơn. Ủa sao kỳ vậy? Dạ. Dạ, con không biết sao nữa. Mỗi lần mà ví dụ con chế biến này nọ xong cứ kêu anh ơi ra nếm giùm em. Bởi vì ổng mà nếm trễ là đói bụng. Những cái mà cái tánh xấu của vợ thì cũng nên thay đổi. Vợ giận con á nên nói ra giận những cái gì nên nói ra. Mỗi khi bà giận cái bà im. Không để cho tự đoán là giận cái gì. Nhiều khi mình giận mình cũng biết mình giận cái gì. Lấy gì mà người bên cạnh đoán được. Dạ. Nhiều khi bà khát nước bà cũng giận con nữa. Rồi khi mà giận á là phải im lặng. Con mong muốn vợ con thay đổi cái gì để cho vợ con trở thành một người vợ hoàn hảo nhất. Dạ. Khi mà giận thì mau nguôi giận. Chứ để một lần giận là phải con phải ra sofa con nằm. Dạ. Không được ôm vợ. Dạ con lại con chọc rồi con khiều con làm què trước không được. Lúc nào bà cũng cọc nên con biết ý vậy là con sẽ im lặng qua một đêm, cái bắt đầu ngày mai cái con khiều giỡn bà mới bắt đầu vui lại. Lúc đó bà nguôi rồi. Dạ lúc đó con mới được lên giường ngủ. Dạ. Ok, rồi giờ tới Phương đó. Thật sự thì chồng con không cờ bạc, không rượu chè, không gái gú năng nhăng gì hết. Hồi lúc mà mới quen á, thì ví dụ như nhờ gì á là anh cũng đứng dậy 1 phút 30 giây là đứng dậy đi làm liền hết trơn. Cưới xong rồi á, mỗi lần mà nhờ anh cái gì á là anh ngồi anh lướt Facebook, anh lướt TikTok, anh bị nghiện Facebook với TikTok. Là anh ngồi anh lướt xong rồi anh mới ngồi dậy anh đi làm liền. Mà tính của con thì cũng nhờ về phải đứng dậy làm liền không là con khó chịu, con bực bội lắm. Chỉ có tật xấu vậy thôi, với lại tật xấu. Không phải là lề mề, làm thì cũng rất là nhanh. Nhưng mà mình nhờ là không có đứng dậy đi liền ngộ vậy đó. Phải chút xíu nữa mới chịu đứng dậy đi làm liền. Thẩm thấu hiểu lệnh là... hơi bị chậm. Thật dữ gì đâu mà nghe. Có nhiều lắm cũng không có vậy. Tội thẩm thấu hiệu lệnh. Rồi với lại một cái nữa là ghen. Tính của con thì dạng như là cởi mở hòa đồng. Con hay chơi với mấy đứa em trai trong giới LGBT á. Mình thân thiết này nọ cái kiểu thì ăn đi chơi, ăn uống. Hoặc là chị em hay nhắn tin này nọ với nhau. Thì ổng ghen vậy, ổng cũng ghen nữa. Mà mỗi lần mà ổng ghen á, ổng sẽ đăng story, ổng móc méo này nọ cái kiểu. Móc phốt con. Dạ, không, đọc vô là con hiểu đúng không? Dạ đúng rồi, đọc vô là hiểu là nói về con. Lúc mà cưới nhau rồi, thời điểm dịch là cũng ở dính nhau 24/24. Thì thời điểm đó là hết ghen. Chồng con được cái là rất là đảm đang. Ở nhà mấy giặt đồ, việc nhà, tất cả việc nhà là chồng con làm hết. Thì con chỉ có hâm mong là thẩm thấu nhanh một chút xíu. Cái từ đó tôi không hiểu được. Thẩm thấu mệnh lệnh nhanh một chút xíu. Với lại đừng có ghen tuông bậy bạ nữa.
Rồi. Được không? Làm được không Hoàng? Dạ, mấy cái đó thì dạ được. Rồi còn cái mà Hoàng mong con thay đổi được không? Dạ, để con xem sao. Rồi hôm nay thì nhân dịp đến với chương trình Vợ Chồng Son. Dạ. Thì thôi Hoàng đi, dạ. Đàn ông mà đúng không? Thì không biết là Hoàng có muốn nói một điều gì đó bất ngờ với vợ. Hoặc là làm đó. Hoặc thể hiện một cái gì đó với vợ mình hay không? Trời ơi, cút trắng. Dạ. À, thực sự thì hôm nay là anh xin gửi tặng vợ một bó hoa. Đây là hoa mà vợ nói là thích nhất. Anh nhớ một lần chúng ta đi Đà Lạt với nhau và đi ngang qua một con đường. Ven đường thì mọc rất là nhiều hoa, loài hoa này. Và nó như là một loài cỏ dại. Và em có tâm sự với anh là loài hoa này khi nó mọc ven đường, người ta đi ngang qua không chú ý đến, thì nó như là một loài cỏ dại, rất là bình thường. Nhưng khi nó đặt đúng vị trí như bó hoa này thì nó trở nên lộng lẫy và rất là mộc mạc và đẹp đẽ. Anh cảm nhận được cái sự tổn thương trong em, nên hôm nay tại đây. Anh muốn nói cho thế giới biết rằng anh rất thương em và con, và sẽ chúng ta sẽ mãi cùng nhau đi đến hết con đường này em nha. Không biết nói gì hơn, thì em sẽ cố gắng để vun đắp gia đình mình, gia đình nhỏ của mình ngày càng hạnh phúc và luôn vững mạnh như vậy. Ôm nhau một cái. Ông chồng cái coi nè, ông chồng cái ủa trời. Rồi. Rồi, cảm ơn hai đứa nhiều nè. Rồi, xin cảm ơn hai bạn nha. Anh đoán nha, đây chắc chắn là y phục của các bạn trong cái ngày đám cưới đúng không? Dạ không phải. Dạ không phải. Rồi xong. Trời ơi, bây giờ mà đoán đến cái mức vậy mà không được nữa. Mà chỉ coi mặc đồ xong hỉ kìa. Anh giới thiệu về mình đi. Chào anh Quốc Thuận cũng như chị Hồng Vân. Tên đầy đủ của mình là Vũ Đức Quân, đang là nhà đào tạo về thiết kế tóc, kinh doanh dịch vụ salon tóc làm đẹp. Tuổi của Quân là bao nhiêu rồi? Dạ, hiện nay là tuổi em là 39 tuổi. 39 tuổi. Quá trẻ. Chuyên về tóc đúng dạ, không? Dạ đúng rồi. Rồi, thế còn em? Dạ em xin giới thiệu, em là Võ Thị Thùy Vân, em 32 tuổi, là cũng là đang là trợ lý bên ngành tóc cho ảnh luôn ạ. À, hai vợ chồng là đã cưới nhau được bao lâu rồi? Dạ được 13 năm rồi. 13 năm. Dạ. Có em bé chưa ạ? Dạ, hiện tại là em có 5 bé à. 5 cô công chúa luôn ạ. Dạ. Mũ lông công chúa luôn. Mũ lông công chúa. Dạ. Wow. Cưới nhau được 13 năm hả? Dạ. Rồi đẻ tới 5 đứa. Coi là cái đứa đầu tiên á là tụi em sanh vào lúc tụi em bao nhiêu tuổi? Em cưới năm 19 tuổi thì năm 20 là sanh bé đầu. À. Tiếp tục 10. Là dạ. Mấy năm nữa? Cứ lai rai là dạ. 2 năm một đứa. Dạ, đúng rồi, em lai rai sanh 5 bé là 8 năm 5 bé. Thật sự là em với lại chồng em là định sanh 2 bé đầu thôi. Bạn thứ ba là chỉ là ngoài ý muốn thôi. Lúc đó là thật sự là hai vợ chồng cuồng cái bộ phim Nhà Có Năm Nàng Tiên lắm luôn á. À. Dạ. À. Phim đó vợ tôi làm sản xuất. Vợ tôi sản xuất. Liên sản xuất. Liên sản xuất. Ông thầy chủ nhiệm của chị là thầy Trần Ngọc Giao đó. Trời ơi, là đạo thầy diễn ơi, cái thầy phim đó. Có fan hâm mộ thầy. Ơi, thầy ơi. Bộ phim của thầy mà ra 5 đứa con nữa. 5 đứa con gái đó, Nhà Có Năm Nàng Tiên luôn đó thầy. Rồi dạ. Sao nữa nè? Lúc đó thì hai vợ chồng thì mê nhưng mà mình cũng không có nghĩ là mình sẽ được trọn vẹn giống như vậy. Thì bạn thứ ba thì sanh ngoài ý muốn, lúc mà sanh bạn thứ ba thì mình cũng không có được biết giới tính. Bác sĩ giấu cho đến cái lúc mà mình sanh luôn á. Sanh bé thứ ba xong là cỡ 3 năm sau tiếp cũng có thai ngoài ý muốn nữa. Thì cứ mình cứ theo cái thuận để sanh tự nhiên thôi, thì lúc đó là cũng dự định là sẽ ngưng không sanh nữa. Nhưng mà hầu như là khách hàng cho đến người nhà bạn bè mới nói là thôi sanh đại đi, biết đâu bé thứ năm này là gái thì là thật sự là rất là đẹp. Mà trai gái gì cũng được lắm. Thì bạn thứ năm là hai vợ chồng mà cố tình để. Dạ. Đứa gái. Hay quá ha. Dạ, đưa ra coi như Vũ Lâm công chúa. Thực ra là bốn đứa là tứ đại mỹ nhân rồi đó. Bây giờ phải quay vòng lại. 19 tuổi,
bả làm đám cưới. Dạ. Rồi gặp nhau lúc bao nhiêu tuổi và gặp ở đâu? Đó, bây giờ các bạn hãy quay ngược thời gian trở lại với tuổi thơ. Cái tuổi mà mới lớn đó. Đó. Thì các bạn lần đầu tiên này gặp nhau là ở đâu và có ấn tượng như về nhau? Cái lần đầu tiên thì gặp bà xã ở một cái cánh đồng dưới ánh trăng. Đó, thì cũng nhìn cô ấy thì cũng dễ thương. Em đi đâu mà ra đồng? Đi đâu xuống. Mà ra đồng mà lúc buổi tối trăng rằm. Lúc đó thì đi xuống với một nhóm bạn. Xuống dưới đó thì ngồi chơi ở cánh đồng thôi thì bà xã ở đâu xuất hiện. Lúc đó thì nhìn thấy cô bé này cũng dễ thương, có vẻ bén lẻn thì mình cũng chú ý. Thì cô ấy mời mình ăn bánh, ăn trái cây thì mình tối thì nó cứ mờ ảo vậy đó. Chị hỏi là cánh đồng ở đâu? Cánh đồng ở dưới khu Gò Vấp. Khu Gò Vấp là cũng trực thuộc thành phố Hồ Chí Minh mà, dạ, đúng không? Đúng rồi, dạ. Bạn đi xuống đó bạn đi nhậu không? Bạn làm không gì? đi chơi nhà bạn. Nhà em là ở gần đó. Dạ không, anh kể sai, tự nhiên em xuất hiện giống ma quá. Ở đó bởi vậy đó, nó bị cần phim vậy. Trời, nó giống như phim nó quay chứ vậy á chị. Em không biết, tự nhiên có con bé tóc dài đi đánh trăng mờ mờ ảo ảo đến anh ăn bánh đi. Anh kể sai rồi, thật sự là bạn của anh cũng là bạn của em. Hôm đó là em mới qua nhà bạn em chơi thì anh cũng vô tình anh đi qua chơi thôi. Thì lúc đó là chỉ có 4 người thôi, là luôn em cả anh luôn á, là 4 người ngồi ở ngay cái đường mương thôi. Ngày xưa thì không có đèn đường. Chỉ là nhìn thấy mặt qua nhau cái ánh trăng thôi, cứ mờ mờ ảo ảo vậy đó. Em mới lịch sự là em có bánh thì em cũng có mời ảnh, nhưng mà ảnh cứ nghĩ là em thích ảnh. Thì khúc này thì cũng phải thừa nhận rằng là trong cái thời điểm đó thì em cũng khá là thanh tú. Tình trạng lúc đó thì mấy cô thích em cơ. Cái cảm giác một cái chàng trai mới lớn vậy, tự tin thì có nhiều cô gái thì cứ nghĩ là ai đó thì cũng thích mình, thích tôi là bình thường, cứ nghĩ là cô ấy thích mình thôi. Thì lúc đó thì bắt đầu mới đeo đuổi đi theo, mới lần đầu tiên là đi theo, kêu em nhà em ở gần đây không, kiểu ghẹo ghẹo vậy đó, anh đưa em về nha. Em có ấn tượng gì về Quân không? Dạ không, lúc đó em mới chia tay bồ được tháng. Em nghĩ ổng lắm nhưng không được. Ổng thích ổng luôn? Không, tại nhìn ổng già lắm, tại vì anh lớn hơn em 7 tuổi mà. Thời điểm đó là chính xác là em mới bước qua khỏi tuổi 15. Đúng rồi. Gần 16 tuổi. Tại vì ổng nói đó nhiều cô gái thích ổng lắm. Dạ, thành ra là lúc đó anh đang làm người mẫu nữa. Đào qua, rất là nhiều con gái đeo đuổi ảnh. Nhưng mà xui cho ảnh là cái cô này ảnh cũng không thích ảnh. Khi nào thì em mới thấy ảnh có một cái điểm hút? Em cũng không có biết rõ là cái thời điểm nào là em thật sự là có cảm tình với ảnh. Cho đến khi mà hai đứa về làm chung một tiệm á, em mới cảm nhận được á, là cái sự chân thành của ảnh. Thì lúc đó là sau cái lúc mà đêm trăng trên đồng á, là bao nhiêu lâu? Tầm cỡ 5-6 tháng. 5-6 tháng sau là mới 16. Là tiệm của ai? Tiệm của em hả? Tiệm của em mở ra thì em cũng muốn hướng tới cái là sẽ cùng với bạn này sẽ làm chung với nhau. Đúng đó, là em đã thích cổ rồi đúng không? Và thì... cái ý định làm chung là của ai, là người khởi xướng ra? Em là người khởi xướng. Tại vì mục tiêu của em là cũng muốn mở tiệm. Nó vừa có một cái sự thích, vừa thứ hai nữa là nó vừa có liên quan tới cái việc mà mình làm nghề, mình mở tiệm ra thì có một cái cô bé rất là giỏi thợ phụ như thế này có thể hỗ trợ cho mình được. Thì nó giống như là ráp vào cái công việc nữa thì nó sẽ thuận lợi hơn. Nhưng mà sao em biết cô giỏi? Em có đi tới chỗ cô ấy gội đầu, chỗ cô ấy làm á, em có thể. Lúc đó là em đã làm ở một cái tiệm uống tóc rồi. Dạ. Nhắc tới phần đó em hơi bị quê nghe. Sao em? Cái lần đầu tiên mà anh tới, thì nói chung bản năng là em đã không thích ổng rồi. Mà ổng tới ngay cái giờ mà em chuẩn bị em đi về, ổng canh còn cỡ 10 phút nữa ổng mới tới. Mà tới làm gì? Gội đầu. Em muốn ráng em gội mà nói thiệt chứ massage mặt cho ổng mà nhìn ngứa mắt lắm. Cũng khó chịu lắm, cũng phải ráng mà làm thôi. Xong rồi lúc mà làm xong thì anh có bo, mà cái thời điểm đó là 10.000 giấy là vẫn còn. Ông bo cho em cái tờ đó, mà ông vừa bước ra khỏi cửa, ông phóng xe ông đi là em thấy tờ nó muốn rách làm đôi vậy đó. Đến khi nào thì ông tỏ tình với em và chính thức là của nhau? Có những cái động thái sơ sơ, nó cũng na ná giống như tỏ tình trước khi mở tiệm rồi. Mà có lãng mạn không? Nhà không khô eo à? Nhà không khô eo. Khô eo hả? Sao ông sao? Ông nói sao? Trước khi mở tiệm là anh có mời em uống cà phê. Không hiểu sao mà tự nhiên anh có hôn môi em. Nhưng mà tự nhiên em nhìn thẳng mặt em sợ. Em bị hình dung ra cái mối tình trước á. Nó không có được chân thành. Em có khóc. Lúc đó là mình có cảm tình với cô ấy. Nhưng mà cô ấy thì có một cái mối tình mà dang dở đó. Nghe cô ấy nói một chút về cái tình cảm giữa bạn trai cũ. Và sau đó thì cô ấy khóc. Không biết sao tự dưng cái trong cái người mình nó có một cái gì đó. Nó giống như vừa thương mà vừa có một cái cảm xúc rất là khó diễn tả. Nhưng mà nó hơi nhói trái tim một xíu. Thì mình mới ôm cô ấy vào lòng thôi. Sau bữa đó là em mới quyết định là tìm sao là mở tiệm để mà hai đứa về chung một chỗ. Đúng không? Đúng không? Chính thức là để tỏ tình, để mà
về làm vợ anh nghe là như thế nào? Có lãng mạn. Mua một cái nhẫn, thực ra cái nhẫn đó là xác định trong tư tưởng là cặp nhẫn đó là sau này nếu có bạn gái là sẽ đeo, một cái là đeo tay, một cái đeo ở trong cái dây chuyền cổ. Lúc đó thì mình cũng không biết nói gì, lúc đó cũng rất là nhát. Kêu bây giờ anh có mua cặp nhẫn này thì giờ em đeo chung với anh. Có làm vợ anh không? Không, có lúc đó chưa xác định là cưới, lúc đó thì cũng vẫn là đôi mươi thôi, thì lúc đó em mới có hăm mấy thôi. Sau đó thì bao lâu thì mới cưới nhau? Dạ 3 năm sau. Thực tế mà nói rằng tụi em chưa có cưới nhau khi có con, mà tụi em có con rồi mới xác định là đến với nhau. Trong cái giai đoạn mà tuổi mới lớn lên rồi hai đứa chỉ là công việc với nhau, sau đó thì phát sinh. Khi mà có baby thì bắt đầu mới về nói với mẹ trước là mẹ con giờ lỡ có em bé rồi giờ làm sao. Mẹ cũng la cái mày giỡn mày gì này nọ. Là mẹ em hay là mẹ em nhờ ba mẹ người lớn nào xuống với bên ngoài để bắt đầu nói cho hai bên. Em về nói với má là con đã có bầu. Dạ, má kêu là bây giờ có thì mình cứ cưới thôi. Rồi 19 tuổi là 18 tuổi lấy ổng hay là 19 tuổi lấy ổng? Dạ, 19 đẻ là 18. 19 cưới là 20 em xanh. Bây giờ qua cái phần nói xấu đi. Kể xấu nhau. Mười mấy năm đó, bây giờ nè, tật xấu của ông Quân nè, ông có nhiều hay không? Cũng nhiều á. Cũng nhiều đó. Dạ đúng rồi. Rượu chè không có, thuốc lá cũng không, gái gú cũng không. Nhưng mà anh hay bị làm cho em hay bị rối não. Ở nhà là em hầu như là quay quần với lại mấy bé cũng hơi chóng mặt. Em muốn là buổi tối là hai vợ chồng lấy xe đi dạo nhẹ nhẹ rồi nói chuyện cho thoải mái tí xíu. Nhưng mà hầu như là lúc nào anh cũng bị áp đặt vô công việc. Ban ngày là anh đã là công việc rồi, nhưng buổi tối về là vẫn nói chuyện về công việc với mình. Công việc. Mà nói với ai? Dạ nói với em. Trời ơi. Cho nên là đầu não hay bị căng lắm, căng thẳng, đâm ra mình hay cọc với nóng tính. Là em cũng có sửa đổi rồi, chứ thời gian trước là em giống như trai vậy đó. Gia đình mà có nhiều con á, hầu như lúc nào là cái miệng em phải nói liên tục mà. Không bao giờ ngưng được hết. Nhắc đứa này tới đứa kia. Dạ đúng rồi. Em làm luật sư miết mà. Về nhà có chơi với con không? Dạ có, hầu như là có à. Tham công tiếc việc. Dạ, không? Áp lực công việc á, về mình giống như là một nơi mà để xả stress vậy đó. Mình cũng không có dám nói lại, phải chịu đựng. Đó, một ngày là đó mới cái mình bùng phát ra xong cái lại cãi nhau. Cũng có viết giấy vài lần. Còn tật xấu gì nữa nè? Hay ngủ bất chấp mọi lúc mọi nơi. Tại mệt quá đấy, làm việc nhiều quá. Làm việc, làm tay chân rồi làm đầu óc nữa cho nên làm xuống là ngủ liền. Rồi gì nữa? Rồi, có lãng mạn không hay là khô khan? Về sau này anh có lãng mạn một chút thôi, chứ còn thời điểm trước á là anh ít khi nào mà quan tâm đến cái cảm xúc của em lắm. Giống như là đi đến tiệc tùng hay là cái gì đó mà em mang giày cao hay là sao đó là cứ để cho đi. Em nói anh ơi em mang dép cao đợi em tí. Trời đi chi cho cực vậy. Khi em sinh mà em có rơi vào cái trạng thái mà giống như mình bị trầm cảm sau sinh không? Hình như là không có, em chỉ bị stress cho nên bị lên ký một thời điểm mà mấy tháng trước thôi. Lúc đó là sinh đứa thứ mấy? Dạ thứ năm, hồi tháng 5 vừa rồi là em bị stress, em bị lên ký, em bị rối loạn nội tiết tố. Em không có kiểm soát được cân nặng của mình. Là phì lên đúng không? Dạ phì. Đúng rồi, cái thời điểm đó là em 73kg, cứ mỗi lần em buồn là em ăn thôi. Nhưng mà em giảm bằng cách nào? Em vô được một cái lớp học may mắn là mấy anh chị chia sẻ để em cảm thấy yêu đời hơn, yêu bản thân hơn. Em ăn ngược trở lại và trò chuyện với mọi người nhiều hơn. Những người mà bị tăng cân là do stress á, mình hết cái stress đó thì tự động cái cân nặng của mình nó sẽ bớt đi, nó giảm đi. Cái giai đoạn đó Quân có hiểu được cái cảm xúc của vợ mình hay không? Cũng hiểu được, cũng đoán được là khi mà đông con như vậy thì vợ sẽ có một cái áp lực. Em cũng không nghĩ là vợ em trầm cảm, nhưng mà có thể cô ấy không biết luôn. Lúc đó là khi mà cô ấy giận bất cứ một cái gì đó là cô ấy sẽ khóa hoàn toàn máy. Nếu mà có một cái cãi vã hay một cái tranh luận nào đó thì cô ấy luôn luôn gắt gỏng, cáu gắt. Nhưng mà nói là em đang dùng rất là ngôn ngữ rất là cao đó mà cô ấy không nhận ra. Và mỗi lần tranh luận như vậy là cô ấy thường thường là tắt điện thoại và chặn luôn Facebook và chặn tất cả mọi cái thông tin để gọi đến. Chuyện của hai bạn á, thật sự là hai bạn mà sống với nhau cho đến giờ phút này là mười mấy năm, 13 năm rồi, là quá hay luôn. 19 tuổi đã là vợ rồi, 20 tuổi là mẹ. Mà không phải là mẹ một lần, là mẹ tới 5 lần. Trải dài cả một cái thanh xuân. Cái hiện tượng là khóa điện thoại, khóa Facebook, là đó là một cái dấu hiệu mà bạn bị stress quá mức. Đó là cái mà em cần phải lưu ý cái việc này. Ngược lại, cái dở của Vân là Vân không chịu nói. Đó là cái quyền lợi của em. Em là mẹ của 5 đứa nhỏ, quyền lợi của em quá nhiều. Tại sao em không đòi hỏi? Bắt đón ý, trời ơi, đi làm mệt thấy mồ luôn. Bao nhiêu việc giờ bắt đón ý nó chắc chết á. Mình stress một thì chồng mình cũng stress một. Đây sẽ là cái thời điểm rất là thích hợp để mà nói với vợ mình những cái điều gì đó. Hôm nay thì anh rất là vui khi mà đến cái chương trình này thì anh cũng hiểu được cái nỗi lòng của em. Thì anh thực sự là biết ơn, cũng như là anh muốn rằng là vợ chồng mình sẽ chia sẻ với nhau. Em hãy cứ nói những cái điều mà em muốn đối với anh. Anh sẽ
đồng hành cùng với em. Và thời gian tới thì anh sẽ dành nhiều thời gian nhiều hơn cho em. Và mỗi buổi tối anh sẽ dành thời gian để chở em đi chơi, để bù lại cái tuổi thanh xuân mà em đã phải trải qua, đã bị thiếu hụt. Thôi mình có nhau đứa nữa nha. Anh cũng chịu khó đồng hành với em và con á, thì em nghĩ em sanh 10 đứa cũng không sao á. Trời ơi, dễ thương quá, nó rất là lãng mạn. Cảm ơn. Dạ, cảm ơn Vương Nghe. Cảm ơn chị. Cảm ơn Vương rất nhiều. Cảm ơn Vương rất nhiều. Rồi, mời hai bạn giới thiệu về mình. Con chào chú Thuận với cô Hồng Vân. Con tên Nguyễn Minh Lên, năm nay 27 tuổi. Công việc của con là làm YouTube. Hiện tại con đang ở Bình Định luôn. Kênh của Lên là như thế nào? Chia sẻ đi. Dạ, thì kênh của con là chủ yếu là làm về đề tài ẩm thực và hài hước, vui nhộn. Tên Nguyễn Văn Lên luôn. Hiện tại là kênh của con là được 944.000 người đăng ký. Wow, sắp được nút vàng rồi chị Bột. Trời ơi, chúc mừng con nghe. Kênh của con bao lâu rồi? Thì kênh con làm chắc được 3 năm rồi. Thôi giờ tới con. Dạ, con chào cô Văn, con chào chú Thuận. Con xin tự giới thiệu, con là Nguyễn Thị Minh Nguyệt. Năm nay thì con 24 tuổi. Công việc hiện tại của con là bán hàng online. Bây giờ kể đi, kể cho chú nghe đi. Cái lần đầu tiên mà các con gặp nhau như thế nào? Và có ấn tượng gì về nhau không? Lần đầu tiên thì con gặp ổng là đi chơi chung với bạn ở trong quán karaoke á. Thì hồi đó là ổng có chở theo một bạn gái nữa. Sau rồi là xin số điện thoại nhưng mà con không có cho. Kiểu như là mình làm giá. Ủa sao đi với bạn gái rồi mà còn xin số điện thoại của gái khác nữa là sao? Hồi đó là tụi lớn lên thì mình thích quen này cũng nợ cho vui. Nói chung hồi đó chỉ là bạn thôi. Con đi theo là bạn thôi, chứ chớ đi theo thôi. Lúc đó con nhiêu tuổi? Lúc đó tầm con 20, 21. Chở bạn gái theo mà xin số điện thoại của bé này, vậy thì chắc chắn là không thể nào mà xin trước mặt bạn gái được, đúng không? Kiểu như là lúc đó là con đi vệ sinh đó chú, cái ổng đi theo, ổng theo ổng chặn đường nhà vệ sinh, con không cho, cái ổng không cho đi vệ sinh luôn. Bác đứng cho số điện thoại rồi mới được đi vệ sinh. Trời, cái con trai đại á. Như vậy là bữa đó con cho là gì? Con quá mắc cho con phải cho. Dạ, đúng rồi. Chứ không phải là gì con cảm mến gì hết á. Đúng rồi. Xấu lắm mà đi. Là con lấy được số điện thoại rồi á, là lúc ấy con còn ân cần với cái người bạn mà con đi chung không? Hay là tâm hồn con lúc đó chỉ có hướng về con bé này? Tại vì hồi đó cũng thấy mến vợ này, do lần đầu tiên gặp kiểu như tiếng sét ái tình á. Mình muốn xin số cho được. Điều đó là chắc là phải gọi điện rồi. Những tin chụp còn những tin liên tục mà hồi đó cũng nhưng làm ghé lắm, đâu có trả lời đâu. Còn khi nào thì cô ấy mới trả lời? Tầm 2-3 hôm vậy đó. Lúc đó con nhiêu tuổi? Lúc đó con 18 tuổi. Lần đầu tiên mà con gặp Lên á, con có ấn tượng gì về ổng không? Lúc đầu là không có ấn tượng gì hết. Tại vì thấy đen như thấy xấu quá. Nhưng mà được cái là hát hay. Thì một cách giọng hát đó là con quay ra con tìm thử ai hát mà hay vậy. Thì không? Dạ. Đó Lên con hát bài gì mà bài khiến cho lòng em sao xuyến hả con? Hát lại đi. Mời tuyệt vời nhất ấy. Tới giờ con hát một bài. Thứ giờ con nói sao gì mà đâu giọng con hay dữ vậy. Làm vợ anh nhé, anh có một bờ vai đủ rộng, một vòng tay ấm, một trái tim luôn thấu hiểu em. Làm vợ anh nhé, anh sẽ luôn là người che chở, mang đến cho em sự bình yên. Rồi lúc mà con bắt đầu trả lời tin nhắn cho ổng rồi đó, thì bao lâu hai đứa mới chính thức hẹn hò với nhau? Dạ lúc đó thì tầm hơn một tháng. Bắt đầu đi chơi riêng. Nhưng mà lúc đó là Lên làm công việc gì? Hồi đó là con làm thợ động. Đồng đâu làm đó. Thì mình làm đồng nào thì mình tiêu đồng đấy. Cắm điện thoại. Hả? Cắm điện thoại. Cắm điện thoại mà... dẫn đi chơi. Kiểu đi chơi em với chơi bạn á. Thì dẫn bạn gái theo. Ví dụ như mình thiếu thì mình đỡ điện thoại mình gỡ. Nổ mấy bữa mình lên mình lụm. Lại cầm điện thoại của con hay là... Dạ, lấy điện thoại dùng trong nhậu. Ví dụ tính tiền á. Ví dụ thiếu chém hai chém mình đấy. Mình đưa vô trong quán bỏ lại kêu tôi cầm đỡ điện thoại có gì già hung lên lụm gì nó gọi sao thôi bao là tự hiếu. Có nào cầm luôn điện thoại của vợ không? Học trước cũng có, cũng trời có luôn hả? Điện thoại con cầm bắt đầu con mượn điện thoại nó. Con mượn con nói con đi cầm hay là con làm bộ mượn. Con mượn kêu cũng có mấy liên lạc rồi mượn mấy xài mấy hung. Cưới xong mới có cô chú, cho lúc đầu là kêu mất. Thì sao cái cưới về kêu là có hầu lâu anh cắm á. Hồi đó điện thoại con gạch mà, chứ cắm được 100-200. Rồi có chuột lại cho nó chưa hay là cắm luôn rồi? Mắc sát luôn. Trời, mắc sát luôn. Khổ dữ vậy hả? Thì hồi đó không có tiền nè. Cái lúc mà tỏ tình với cô gái này để mà muốn cô ấy làm bạn gái của mình á, có lãng mạn không? Có mua hoa không hay là... Trời, cơ đó chuyện hoa nghĩ tới buồn á. 8 tháng 3 với anh thay vậy con cũng nhớ đúng ngày nữa.
là cô mua bó bông vô là bó bông đó 20 hay 30 gì á, mẹ cô mua vô là nó nhanh, nó kêu trời ơi hết chuyện, ông rảnh ông mua bông làm như vậy sao, ông chở tôi đi ăn giống xuống nè, mà ông tự mua bông mà nó nhanh miếng ướt khắp lên khắp xuống, từ lúc đó là con hết mua luôn, một lần đó là tới giờ luôn á. Sao con gái mà lại không thích hoa? Tại vì con cảm thấy một cành thì được chứ một bó thì hơi đắt. Rồi bây giờ những cái ngày lễ đó con tặng cái gì? Thì ngày lễ thì có tiền thì mình chiến khoán cho vợ ấy rồi. Con thấy nó thiết thực nhất luôn á. Nhưng nếu như đã có điều kiện rồi, bây giờ nếu như anh tặng cho con hoa một cành thôi. Giờ con là đã thích một bông hoa với một lời chúc là nó vui rồi. Lúc đó khó khăn quá rồi, gia đình hai bên đó có đồng ý. Mới đầu con Nguyên là con chưa có dám nhận về, tại vì là con còn đi học á. Xong cái con nghỉ học là con có dẫn anh về. Mẹ hồi đó ổng điên với lại nhỏ con quá, nhà không ai chịu hết á. Kiểu như nó là ăn chơi. Nhưng mà sau một thời gian tiếp xúc thì thấy tính được, nên là mến, cực kỳ mến luôn. Cô Nam với bà nậu là ăn cái gì là cũng kêu gọi lên lên ăn hết. Đâu lúc lên làm sao mà để cho bà mến con dữ vậy? Dạ, thì bà đeo cái gì là cũng lên luôn chớ. Đi khám rồi vậy, lâu lâu rồi con cũng ghé lên ngồi nói chuyện trao rồi. Bên gia đình lên thì sao? Khi mà dẫn bạn gái về nhà ra mắt thì gia đình có thích cổ không? Lúc đầu dẫn về thì ba mẹ của con thì cũng không có chịu. Có dễ thương gì mà sao không chịu? Thì còn đi học. Cái thứ nhất là còn đi học, thứ hai là nhìn nhỏ con rồi vậy. Bé con đó là hồi đó chút ít à. Trời ơi, quen rồi, đi đến hôn nhân là hai đứa không biết làm gì ăn. Anh lên dẫn con xuống á, là mẹ kêu là chuột quen gì, không biết làm gì hết, chồng cái nồi chó heo cũng lại liêm lên luôn. Chồng là chó heo và tập ba giờ mà ba em còn cớ mà thấu mà mặt mày liêm lút mà không cháy, đốt bếp lửa nhiên lửa à, à có nghĩa là lúc ấy con dạ. Con nhúm lửa mà con nhúm không được luôn dạ, hả? Đúng rồi. Tại vì ở nhà nội là nội làm hết luôn, nội không có đợi cô làm gì hết. Nãy giờ con không nhắc tới mẹ. Con ở với nội, hồi trước thì cũng có ở với ba mẹ, xong rồi sau này thì ba mẹ kiểu như ly hôn á, và con ở dưới ba, dưới ba dưới nội, rồi là cô, xong rồi là ba bây giờ cũng có gia đình riêng á. Rồi hai đứa lấy nhau lâu chưa? Dạ cũng được gần 4 năm nay. Mấy đứa rồi? Dạ một bé. Chà, như vậy là 4 năm ở với nhau chắc chắn là sẽ có rất nhiều những cái tật xấu lòi ra. Nó có ăn hiếp con không? Nói chung là vợ con thì nó cũng hơi nóng tính, thí dụ buồn tức cái gì tự nhiên nhanh con kiếm chuyện nhỉ, cái miệng cứ lâm bấm luôn á. Có bươi móc chuyện cũ đó không? Đó, có chuyện cớ lại mấy chuyện hồi xưa nữa chứ. Đồ. Lâu lét rồi cũng nhắc lại. Chị, ảnh là YouTuber thì chắc chắn là sẽ có rất nhiều những comment ở dưới. Cổ có ghen trên những cái comment của khán giả gửi cho con hay không? Hoặc là coi điện thoại kiểm soát con, điện thoại kiểm soát con. Điện thoại con. Hồi trước thì cũng có kiểm soát điện thoại cũng thường xuyên, nhưng mấy nay thì cũng công việc nhiều, với lại thì con cũng hứa với vợ là sẽ không có điều đó xảy ra. Như vậy có nghĩa là con đã rồi, xong con mới hứa là sẽ không còn nữa đúng không? Dạ. Có không? Thôi để chút hỏi vợ. Đó, chắc luôn. Chắc chắn. Lửa sao có khói đúng bây không? Bây giờ sao? Bây giờ con khui hay là để vợ con nói? Thôi để vợ con nói. Rồi ha. Con có mong ước vợ con thay đổi điều gì không? Chị mong vợ thay đổi về tính cách, bớt nóng nảy lại, đừng có giận cá chiếm thớt rồi được. Giận cá thì chiếm cá thôi. Rồi. Rồi bây giờ mời con. Anh ấy có tật xấu gì nè? Tật xấu thì nhiều lắm. Con cờ những cái tiêu biểu. Ví dụ như là hay quên. Mỗi lần mà anh đi xe gì ấy, là cái chìa khóa đỡ đâu là hai vợ chồng tìm xù đầu tìm không ra luôn á. Đang chơi game, tập trung chơi game mà con nói cái gì là lỗ tai bên đây qua lỗ tai này. Mê game, mức độ mê game là như thế nào? Con ví dụ như con nói con đi chợ thì con nói là anh ơi em đi chợ nha. Sau cái ông cái giờ má hỏi vợ mày đâu? Con đâu biết đâu, đi đâu đâu biết đâu. Không quan tâm, không biết là vợ đi đâu luôn ấy. Tại vì mê game không quan tâm vợ. Nhiều đêm nha chú, ví dụ như tại vì tính con cũng hay tủi thân á, kiểu cũng hay suy nghĩ cái xem phim thấy buồn cũng khóc ấy, hoặc là nghĩ về cái chuyện buồn nào đó con khóc á, ổng nằm sát bên ổng đánh game ổng không biết luôn. Đúng không? Khóc xong rồi quay ra thay ngủ mất rồi. Nó cũng vô tư quá ha, chơi game mà có thể là vừa bấm game vừa ngủ không chừng á. Mệt cái gì tao ngủ mất. Bây giờ thì sao? Bây giờ thì dạ, hình như con nói quá chứ cũng được bớt được xíu. Tật xấu là mê game nè, hay quên nè, rồi còn gì nữa không? Vô tư vô tâm hình như có cả hai luôn. Nhay lắm, ổng chọc mà con để tức rồi mà ổng cứ ổng tao ổng chọc cho con tức thêm. Chừng nào con khóc ổng tao không dỗ vậy. Nhưng mà kiểu như ổng thấy hài á, mà con đang tức mà sao con thấy hài được. Rồi bây giờ ở nhà đó là có giúp con làm việc nhà, việc cửa gì không? Dạ có, con nhờ thì làm mà con không nhờ đâu. Rồi có bừa bộn được không? Con bừa bộn hơn ổng. Như vậy là bên này bừa bộn rồi. Vậy nãy là giấu á. Bên này có bừa bộn không? Dạ đúng rồi, bừa bộn lắm. Đúng rồi. Nhưng mà đồ đạc xe đầy hết.
Nhưng mà là do em chưa kịp dọn mà. Con dọn xong rồi á, mấy bữa sau á, nó kêu ông không dọn được gì hết á. Để em gơ chứ. Dọn hết rồi, nhưng tại cái tốc độ bừa của nó quá nhanh đúng không? Thành ra là còn thấy như cũ. Lúc nào mà con nhờ thì làm, còn cái lúc mà tự động làm là xin tối đi nhậu. Nhưng ví dụ như con nhờ rửa chiếc là ông hay càm ràm lắm, chuyện đàn bà và bữa tôi rửa, nhưng mà ông nói thì ông nói nhưng mà vẫn làm. Rồi giờ con chỉ mong chồng con sửa đi. Khoan, vụ ghen đó. Từ anh khai anh nha, không phải em khai nha. Từ đó bây giờ lỡ rồi. Em tím lại. Cái này cũng gọi là một cú sốc lớn trong cuộc đời con luôn á. Từ trước đến giờ con quen ổng hoặc là con cưới ổng thì con rất là tin tưởng ổng luôn. Nhưng mà cái đợt mà con sinh thằng cu được hơn 3 tháng á, là con phát hiện ổng đi hát karaoke ôm. Có cái video ở trong cái điện thoại á cô. Trời, con coi xong con bụng rưỡng tay chân luôn, suy sụp tinh thần luôn. Nhưng mà con thấy cái gì trong đó mà con suy sụp? Thì vừa hát vừa ôm. Ôm. Rồi xong sao nữa? Lúc đó xong cây khóc qua trời qua đất luôn. Có năn nỉ không? Năn nỉ, nhưng mà năn nỉ xong cái tới tối là con cũng có nghĩ là cho bây giờ chẳng lẽ cãi hoài nè. Con cứ khắc hoài, mặc dù là trong lòng còn đeo, nhưng mà cũng nói thôi em tha thứ, anh không có dạy nữa. Cái sáng con thấy tiếp một cái video nữa. Nhưng mà bạn ổng chứ không phải ổng. Cái cô mới hỏi là anh có đi không? Cái lần này là anh có đi không? Thì ổng kêu là không, cái đây anh không có đi. Cái con không tin, cái ổng đập điện thoại. Cái con năn nỉ lại. Ông đập điện thoại dạ, luôn. Dạ đúng rồi. Tức ông đập điện thoại. Nhưng mà cũng có mục đích á, chứ lúc đó đang cầm mua điện thoại mới mà con chưa cho nên sao á. Nói nghe nè, rồi từ hồi yêu cho tới cưới cho tới chuộc lỗi rồi này kia nọ là đập mấy cái điện thoại rồi. Kế luôn cả điện thoại cắm luôn á. Kép thì kép một cái chứ đập thì đập một cái. Còn cái nếp trượt quanh nhau luôn. Cái. Còn cái nếp trượt quanh nhau luôn nữa. Sao? Hồi cãi nhau đi xe ấy nó nhìn đây con cũng nhớ nó quỳnh thoại xuống mương. Hồi đó tiếc quá. Mở xuống lụm lên xây lại xài tiếp dạ. Xài được luôn. Như vậy là con có muốn chồng con thay đổi gì không? Chồng con thì hiện tại con cũng thấy như vậy là khá là ổn, chỉ có điều là hơi vô tư một xíu, hay là con không biết là do con suy nghĩ nhiều hay là do ổng vô tư nữa. Suy nghĩ nhiều. Cô thấy vậy nè, hai đứa con á, con hôm nay là 24, con lên còn 27. Đàn ông mà 27 tuổi là vẫn còn nhỏ lắm luôn, mà nữ là 24 là vẫn còn nhỏ lắm luôn. Vậy mà có đứa con nhiêu rồi? Dạ 3 tuổi. 3 tuổi. 3 tuổi là vợ con sanh lúc mà 21 tuổi đó là dạ. Coi như là không có biết đi chơi, không có được hưởng thụ một cái gì luôn á, đúng không? Dạ nói chung là con vẫn chưa thực hiện lời hứa đó là dẫn vợ con đi tục trên mặt. Bởi vậy ha, thương vợ con nhiều hơn nữa đó, đúng không? Dạ. Đúng không? Còn vợ thì giờ chỉ mong chồng bớt vô tâm lại thôi. Vô tư thì được nha, nhưng mà vô tâm thì không được. Cho nên bây giờ con tập thói quen đi. Bất kỳ con chuẩn bị con làm một cái điều gì đó, cái con nghĩ tới vợ con, cái con của con. Mình đi nhậu với mấy ông nội này, ông nói nhậu tới 9 giờ. Hôm nay nhậu tới 9 giờ. Vậy là ngày hôm nay á là mình có cái gì hứa với vợ mình không ta? Vợ có phải phụ vợ mình làm gì không ta? Có phải hôm nay vợ mình nó có khỏe trong người không ta? Ví dụ vậy. Ví dụ tất cả những cái đó mà không vấn đề gì thì có thể mình đi bạn mình được. Nhưng mà trước đó mình phải có cái suy nghĩ đã. Rồi mình hỏi nếu vợ mình mệt trong người thôi ở nhà phụ vợ đi. Ví dụ vậy đúng không con? Có, ví dụ như con đeo là ổng đi chơi với bạn là ổng kêu thôi bây giờ vợ tao, con tao đeo tao ở nhà tao phụ vợ. Thì mấy cái đó cũng có. Đó, dạ. Thì cái đó là tập cái thôi là mình không có vô tâm đó. Thôi bây giờ vậy nè, ví dụ mà bắt gặp cái video clip đó, mặc dù nó đã lâu nhưng mà hôm nay tại do lên chương trình do chú khơi lại cho nên chú cũng phải có một phần trách nhiệm với con. Nghe vô đây, vô đây đi theo tôi vô đây, vô đây. Chiêu trò đó chắc là chú Bin là tìm chiêu trò gì đó, chắc là đào tạo chồng con kiến thức coi như là học một khóa cấp tốc của con. Ở đây đó quá trời. Em cần nói bông em trời có nói gì nữa không? Đó giờ con chưa nói mà. Chưa nói, nói, nói nè đó. Trước cái vụ đó thì anh cũng thấy rất là có lỗi với em, thì cũng trước mặt chương trình đây thì anh cũng muốn nói lại một lần nữa là anh xin lỗi em về chuyện đó rất là nhiều luôn. Và anh hứa với em là sẽ không có cái trường hợp nào xảy ra như thế nữa. Nghe em. Con nói thứ gì? Cho anh nha. Con nói thứ gì chồng? Ở tới bây giờ á, không thể thứ rồi sợ ở tới bây giờ. Thôi đây, bây giờ cô nghĩ vậy nè, cứ mỗi một ngày lễ nào mà con thấy là cần thiết á là con cứ làm theo lời vợ mong ước nha. Một bông hồng với lại một lời chúc. Là tuyệt vời. Ok không? Tận đỡ nhắc lại được. Đó. Và chú mong là sau chương trình này các con hãy thực hiện một cái chuyến gọi là tuần trăng mật của vợ chồng mà chưa làm được thì bây giờ các con hãy làm đi. Dạ. Cố gắng để mà
tạo ra những cái chuyến đi du lịch để mà bù đắp lại giờ cho vợ con. Hay quá, hay quá. Rồi. Rồi cảm ơn hai đứa, cảm ơn Lên với Nguyệt nghe, chút nữa chúng ta sẽ gặp lại. Chào hai em. Con chào cô Hồng Vân. Rồi bây giờ các con hãy giới thiệu về mình đi. Con tên Hoàng Khương, hôm nay con 30 tuổi. Đây dạ con. Rồi Khương Hoàng làm Khương, gì? 30 tuổi con làm nghề gì? Con làm bên nuôi trồng thủy sản, nuôi tôm mấy quê ấy con. Con nuôi tôm á hả? Dạ. Ngon lành rồi, ông Khương, chủ dựa tôm. Khương đúng không? Ông bà chủ dựa tôm. Rồi, rồi bây giờ tới con. Dạ con chào cô Hồng Vân và chú Quốc Thuận. Con chào quý khán giả đến xem chương trình Vợ Chồng Son. Con tên là Nguyễn Ngọc, năm nay con 26 tuổi. À. Dạ con đến từ Sóc Trăng. Hiện tại là con đang bán hàng online với lại là đang làm bánh đó cô. Vợ chồng này giàu quá em ơi, chịu hết nổi rồi. Làm bánh. Nuôi tôm nè, ha, đi làm bánh rồi bán hàng online, ghê thiệt chứ. Hay rồi, chắc bán... chắn là hàng online là chắc có tôm khô có nè, đúng không? Có bán bánh nè, đó thấy không? Điện có hay không? Hả? Điện có nha. Điện có. Mà chủ yếu con bán online là về thực phẩm mà hay là về... À, về thực phẩm ăn uống rồi bánh luôn á cô. À, ủa nãy Ngọc nói Ngọc nhiêu tuổi? 26. 26 Khương 30. 30. Vậy là chắc chắn là đi mua bánh và gặp cô này thấy là cua cổ. Sao em nói là đi mua tôm? Dạ. Không, tôm tôm để đu vuông là chắc nó bán là sỉ. Con quen vợ cũng như là anh em thôi. Rồi sau này khoảng thời gian con đi làm bữa đợt giãn cách chỉ thị 16 xong con mới về. Mới điện cho bạn rồi rủ vợ con đi ăn. Ủa nhưng mà con làm ở đâu? Lúc trước thì con chưa nuôi tôm, con chạy xe làm tài xế á. À. Chạy con... xe cam. Cam gì? Cam gì? Cam sành hay không? À dạ. Tức là trước đó là con trước, làm tài xế con vận chuyển cam. Dạ. Ở trên Vĩnh Long khi cái năm trời nên cái gần Tết mới về. Về xong rồi thấy vậy rồi con muốn làm quen. Là thấy vậy là thấy sao? Tức là trước khi con bị cách ly năm là con đã biết vợ con chưa? Chưa. Dạ con biết lâu rồi con. Biết rồi. Biết con. Lâu đúng không? Rồi xong một năm trở về thấy đẹp mất hồn đúng không? Cái lúc mà đi làm đó cô cũng lâu lâu có nhắn tin với con hỏi em dạo này khỏe không? Đang làm gì? Khi mà giãn cách về đó là gần đâu 6 tháng hoặc cả năm mới về quê một lần. Không có bạn bè gì chứ, điện của con em rảnh không? Đi uống trà sữa với anh khoảng 4 giờ mấy 5 giờ chiều á cô. Lúc đó là làm bánh nguyên ngày mệt quá, có bụng mà. Có người rủ đi ăn mừng quá. Cái con nói anh ngủ với em đi, là lúc đó là lần đập đầu tiên của hai vợ chồng con. Ủa nhưng mà là hai đứa biết trước, là biết trước đó khoảng mấy năm? Chắc chứ tầm khoảng 3-4 năm á cô. 3-4 năm, lúc đó con có thấy là Ngọc xinh không? Sao không tấn công lúc đó mà đợi tới 4 năm sau rồi mới gặp lại rồi mới cua? Tại lúc đó con thấy có chồng con không để ý tới. À là Ngọc. Dạ con đã từng ly dị rồi. À lúc đó là Ngọc có gia đình phải không? Cho nên là con hiểu. Không có để ý đúng không? Vậy là một năm con trở về là lúc đó là Ngọc đã ly dị đúng không? Vậy. Là hoàn cảnh Ngọc lúc đó là Ngọc độc thân đúng không? Cho nên con thấy vậy con phải nhảy vô đúng hiểu không? Rồi. Con cũng biết lâu, con biết là mẹ đơn thân nhưng mà con coi như người em thôi. Chứ chắc tại chưa tới duyên á con. Nhưng mà mẹ đơn thân là con có mấy đứa con? Dạ con có hai bé. Hai bé. Dạ bé lớn của con 5 tuổi với lại bé nhỏ 3 tuổi. Sau khi con gặp lại Ngọc cho tới lúc con cưới là cách nhau bao nhiêu tháng? Khoảng 3 tháng. 3 tháng. Vậy thì trong 3 tháng đó có nghĩa là lần gặp lại rồi đó bao lâu thì hai đứa mới chính thức quen nhau? Gặp lại cái lúc uống trà sữa xong qua ngày hôm sau là ảnh rủ con đi chơi xong rồi cái ảnh rủ đi vô quán karaoke. Mình karaoke đi tại vì lâu quá rồi anh không được vô, chỉ có hai anh em thôi vô. Ảnh ca hay lắm luôn cô. Mê giọng ca. Dạ là sang ngày thứ 3 là con với ảnh quen. Rồi xong rồi 3 tháng sau là làm cưới. Dạ không, tầm 8 nếu mà đám cưới là chắc khoảng tầm 1 tháng. Tháng sau là đám cưới. Tháng làm cưới luôn. Dạ, tháng sau. Vậy là bây giờ cưới được 2 tháng. Dạ cưới được 2 tháng. Vậy là tổng cộng vừa quen vừa cưới là 3 tháng. Dạ. Là mới đây thôi à. Mới đây thôi. Con cưới hôm bữa 26 Tết đó cô. Ồ, vậy đó hả? Ông tấn công sao mà 3 ngày là ông dính liền luôn nha. Hay thiệt. Mày có giận hát không? Coi là cái bằng nó đi gọi là gì? Đi gọi là đi sau mà về trước á. Người ta đi trước về sau, đây mình đi sau mà về trước luôn. Mà lu đu giác cái luôn nó chạy. Thiệt mà nó chạy quá nhanh luôn. Chạy 3 ngày rồi, cũng như là nó quen ta luôn. Rồi hai đứa nhỏ cưng ba không? Dạ hai đứa nhỏ bây giờ là bỏ con qua một bên. Không thèm ngó ngàng tới đúng con không? Theo bạn này. Dạ. Ba đúng không? Dạ đó. Thương ba luôn. Bây giờ là con đụng vô ba không được. Lúc nào cũng ba con đó, mẹ ba con đó, con thương ba con luôn. Ủa sao con hay vậy? Đâu chia sẻ bí kíp coi. Dạ lúc đầu con ba mẹ vợ trong nhà chơi. Thì thấy hai đứa nhỏ thấy thương quá, thấy tội nghiệp quá. Rồi con mới thấy vậy thôi.
Con về cứ nói với mẹ con. Nói hồi đó thì cha mẹ con khó lắm. Không có chịu kiểu như là mẹ lương thân nữa. Mà sao không biết gặp vợ con rồi cái mẹ chịu. Với hai đứa nhỏ rồi cha mẹ chịu. Con mới nói vậy thôi, vậy cho cưới luôn nha. Vậy hả? Là đứa trai đứa gái hay sao? Dạ hai đứa con gái cô. À, hai đứa gái. Bởi vậy nó cưng. Ồ, là đúng rồi. Ôi vậy hả? Khương có đưa Ngọc về ra mắt mẹ mình không? Dạ có. Là... lúc đầu mình có nói nhưng mà sau này có dẫn. Tức là mới đầu nói nhưng mà mẹ thì rất là khó luôn á. Mẹ ba với mẹ khó hết luôn không có. Nhưng mà khi gặp rồi nhưng thì mà là... khi gặp rồi á thì là thương vợ con với hai đứa nhỏ đúng không? Tôi thấy hoàn cảnh vậy nên là mẹ thôi. Trước khi gặp Ngọc thì con có người yêu không? Con có nhiều mối tình không? Dạ nhiều lắm, xinh lắm. Còn gái xinh gái đẹp không à? Đứa nó hiền quá à. Hiền dắt cái lu chạy em thấy hả? 3 tháng trời mà đứt luôn một đàn vừa ngé vừa trâu trời ơi. Con học hết lớp 12 là con đi nghĩa vụ xong rồi con mới đi xuất khẩu lao động ở Đài Loan á. Là anh thấy cũng có chồng rồi con không đi. Thì trong lúc thanh niên mà phải có người yêu thôi. Phải có con cũng trải qua hai mối tình. Ở bên Đài Loan hả? Ở Việt Nam? Dạ Việt Nam yêu xa không rồi chú. Ủa nhưng mà là thật ra là trước đây là con cũng đã thích Ngọc rồi đúng không? Dạ chưa, nói dạ, chung là như anh em không có thích chứ. Con cũng không nghĩ là biết nhau như anh em thôi. Nhưng mà trong cái lúc mà gặp Khương á, thì trong 3 cái ngày mà trước khi mà tụi con tức là nhau đó tức là thì con có kể về cái hoàn cảnh của con, có nghĩa là chia sẻ của con với Khương không? Tức là con gặp lại con mới chia sẻ hay là hồi lúc mà khi con bắt đầu ly dị làm mẹ lương thân á thì con có tâm sự với Khương không? Dạ có, lâu lâu anh em cũng có hay nói chuyện với nhau á cô. Là nói trước khi là yêu nhưng nhau mà dạ. Lúc gặp con sau này mới nói là kể hoàn cảnh vậy á. Con thấy vậy con thấu hiểu được, con thương vợ con. Lúc mà con ly dị đó mình nên con nuôi hai bé đỡ một cái là có ngoại con phụ, nhưng mà không có ngoại thì con lúc đó con rất là cực tại vì hai bé nó nhỏ cô nó hay bệnh nữa. Bé 5 tuổi bé 3 tuổi. Dạ đúng rồi, bé 5 tuổi với bé 3 tuổi. Bệnh là mình nó lúc nào cũng bệnh một lượt chứ, tại vì nó ở chung nhà con hai thao nước hai bên này nè, con vừa lao nước hai bé cực lắm cô. Cô biết mà. Dạ. Có nghĩa là một mình con mà con phải làm cái chuyện đó, vừa làm cha vừa làm mẹ ha, vừa lo kinh tế mà vừa lại phải chăm sóc. Dạ biết, cô làm mẹ cô cũng hiểu. Cô hiểu dạ. Mà cho nên là khi mà Khương biết cái hoàn cảnh của con vậy là Khương thương liền. Rồi cô hỏi thiệt nha, con thương hai nhỏ hơn hay con thương vợ hơn? Lúc đầu con thương hai đứa nhỏ. Thương hai đứa nhỏ đúng không? Thương lắm luôn, tại vì á khi bé nó nhỏ vậy là lúc mà nó bám víu vào cứ là nó giống như mình gần như là một cái điểm tựa cho nó vậy đó. Mà đã vậy nó lại khao khát được có cha đó, giống như nó tìm gặp ở con tất cả những cái gì mà nó đang ước muốn á, thành ra là nó sẽ rất là thương Khương. Cô phải chúc mừng con, bởi vì mặc dù thời gian ngắn thôi tụi con tìm hiểu và đi đến với nhau, nhưng mà tụi con đến với nhau bằng một cái tình cảm mà nó không phải là tình yêu đơn thuần mà nó là tình thương. Yeah. Và tình yêu, cái đó là cái rất là bền mà con rất là may mắn. Cô mong là Khương à, con cứ giữ cái tình yêu của con bây giờ dành cho hai đứa nhỏ. Con có biết không, con nít nó ngộ lắm, nó giống như là tờ giấy trắng á con. Con vẽ cái gì lên đó thì con thu lại sẽ là cái điều đó. Ví dụ như con vẽ và trái tim cho nó thì cái con thu về sẽ là trái tim. Dạ. Con nghe, con nhớ nha. Quá là tuyệt vời rồi. Nhưng mà bây giờ là các con mới lấy nhau được 3 tháng đó. Thôi bây giờ mình tới tiết mục vui đi. Nha. Bây giờ hỏi nè, lấy nhau về 3 tháng trời thì có phát sinh những cái tật Khương xấu? Nó có tật xấu gì? Đó. Dạ chồng con thì hầu như là ảnh tốt, ảnh nấu ăn cũng ngon, thương vợ thương con, làm xong trong nhà phụ con rồi lại ra ngoài ruộng á, ngoài đồng nữa. Nói chung là ảnh rất là cực, con thương lắm, chỉ có một cái tánh là ảnh hơi nóng thôi. Dạ, mỗi lần nóng lên thì hơi sao? Hơi cọc phải không? Dạ hơi cọc. Nóng cỡ nào đâu kể cho một chuyện nghe chơi coi, tại cô không có hình dung được Khương nó nóng sao. Mắt ảnh buồn vậy nè, mặt ảnh hiền khô. Mày khô à. Mày hiền khô mà không biết lúc anh nóng, anh nóng sao nè, tôi đang nóng nha bà. Tôi đang rất nóng đó. Nóng mà thấy ngủ ngắt không ạ? Mỗi lần nóng cái cơn của nó là cỡ nào? Con kể thử một lần nóng cho cô nghe coi. Ảnh mà nóng lên là như là một người khác vậy đó cô. Con sợ lắm bởi vậy. Có đập đồ rồi có dạ, không đập đồ này kia thì không, chỉ là tại vì con người hay mềm yếu á, rồi con thấy
mỗi lần con làm cái gì sai hay là sao ảnh chỉ cần lớn tiếng với con thôi là con đã sợ, con đã cảm thấy là con buồn, con bởi vì con rất là sợ con chỉ muốn kiểu như là hả? Bình thường con không có gì chứ, nhưng mà con bực bội, con hơi khó chịu, kiểu như là con muốn cái gì nó chỉnh chu hơn xíu vậy đó. Cái gì con, anh cũng muốn hoàn hảo, con muốn cái gì nó cũng phải là gọn gàng chỉnh chu. Khi đi làm mệt về đi, con muốn thấy nhà cửa nó con nít nó quậy á, con thấy nhiều lúc nó quậy nhưng mà con thấy cũng hơi bực bội, quậy mình cốc luôn á. Con không có gặp nhưng mà vợ con kiểu như không quan tâm, lo làm bánh nhưng mà không quan tâm hai đứa nhỏ, con bực tức. Là hẳn không quan tâm hai đứa nhỏ là con bực kiểu như là làm bánh rồi hai đứa nhỏ nó chơi vậy, rồi con thấy vậy con nhiều lúc cũng hơi bực. Là ảnh muốn cho con là bớt công việc làm bánh với lại là đi giao đồ lại, quan tâm hai đứa nhỏ thôi. Dạ, không muốn cho con làm nữa. Lúc anh nói lớn thì anh nói cỡ nào đâu, lớn cỡ nào đâu. Là anh nói sao? Có hơi nạt thôi, la quá cũng đâu có nên đâu con. Mình làm chồng mà. Hơi nói lớn tiếng thôi chứ không có phải là la làng. Rồi, hiểu lớn vậy tiếng. Vậy mà sao nó sợ dữ vậy? Tại bên này người ta mềm yếu. Rồi chú hỏi nè, thường là mấy ông mà đi nuôi tôm á, mấy ông mà đi ra ruộng làm á, là bao giờ cũng vậy, ngày nào cũng một xị, hai xị. Bạn này có uống rượu không? Dạ không, không biết nhậu. Ít lắm chút. Có ghen không? Con thì không có ghen với chồng con. Đang hỏi chồng con mà. Chồng con này đang kể xấu chồng con mà, có ghen không? Chồng con thì lại ghen với con. Lúc nào cũng muốn em đi giao đồ là anh phải đi với em. Dạ, lúc nào cũng kiểu như hai vợ chồng muốn làm cái gì đó là hai vợ chồng. Dạ, đi đâu là phải hai vợ chồng hết. Dạ. Không có muốn con đi mà nên. Con hả đó cô, nhiều khi con sợ người ta nói bắt vợ làm gì đó rồi mình không chia sẻ là bắt vợ làm. Không chia sẻ với vợ mình nên con nhiều lúc khi con muốn đi theo đi phần ở dưới lộ đang làm con chạy xe em khi một tay cầm bánh một tay đi giao đó thì nguy thấy nguy hiểm. Rồi sao, còn tật gì nữa không? Dạ không. Vậy thì con mong muốn chồng con thay đổi điều gì? Con chỉ mong muốn là chồng con nói khi mình nóng lên á, mình kiềm chế bản thân mình xíu, suy nghĩ những lời mình nói. Nhiều khi những câu nói mà mình cảm thấy đơn giản nhưng mà mình nói với người nghe thì người nghe ta cảm thấy nặng nề. Đó là tổn thương đúng dạ, không? Dạ, chứ thật sự là chồng con rất là thương con. Tới con đó, vợ con có những tật xấu nào? Vợ con nói chung là, vợ con là biết công ôn quan gia hạnh không chứ? Công dung ngôn hạnh, rất là công dung ngôn hạnh. Bên chồng anh vợ sống hòa đồng lắm. Nhưng mà con nhiều khi con muốn vợ thay đổi là làm cũng phải biết chừa thời gian lại dành cho tụi nhỏ, với gia đình. Thực ra là cô không cần hỏi con, cô cũng biết là cái mong muốn của chồng con á. Tại vì vậy nè, chồng con á thương con, rất là thương con. Chồng con vừa yêu con mà vừa thương con. Chồng con mong muốn những một cái điều có thể là về phía của ảnh thôi. Là anh chỉ muốn con được thảnh thơi một chút, lo cho bản thân nè, lo cho chồng nè, lo cho con một chút. Cái chuyện kiếm tiền á thì là có thể là san sẻ cái điều đó cho chồng đi, chồng làm được. Thế nhưng ngược lại á thì chồng con muốn bù đắp cho con. Bởi vì con đã quá cực rồi cho nên chồng con muốn bù đắp cho con, cho nên chồng con bị sót, chồng con mới vì sót quá cho nên mới bật lên thành một cái, tức là cái cọc á. Sau này mà ví dụ con thấy là hết cọc rồi là con thấy à cái bộ hơi nhạt nhòa tình yêu rồi đó. Theo cô thì như vậy nè, con control cái âm vực trong cái giọng nói là cái thứ nhất. Cái thứ hai là về từ ngữ. Ví dụ nhiều khi mình bực quá mình nói những cái từ ngữ á, nó sẽ khó nghe một chút. Rồi vợ con nó tủi thân. Tại vì sao khi mà vợ con đến với con, vợ con đã là một người phụ nữ, đã có hai đứa con rồi, lúc nào vợ con cũng sẽ có một cái mặc cảm riêng. Cho nên thành ra bất kỳ một cái gì mà nó đụng chạm đến cái cảm xúc đó là vợ con sợ liền. Đó, cho nên nếu mà con thương thì thương cho trót nha. Và bây giờ sẽ là phần kiểm tra hiểu ý và bốc thăm may mắn. Chúng ta có 4 phần quà đặc biệt như sau. Trước tiên đó chính là một phần quà đặc trưng đặc sệt của chương trình Vợ Chồng Son, đó chính là một miếng cước dùi nồi. Và món quà thứ hai đó chính là bộ sản phẩm NOL, sản phẩm đến từ Hàn Quốc với 95% chiết xuất từ thiên nhiên, giúp làn da bạn tươi trẻ, mang về vẻ đẹp tự nhiên. Và món quà thứ ba đó chính là sản phẩm cốt phở bò của công ty Quốc Việt Food, được sản xuất theo tiêu chuẩn FDA, giúp cho món ăn thơm ngon, tròn vị và tiện lợi hơn trong quá trình chế biến. Sản phẩm không có MSG và không dùng chất bảo quản. Và món quà thứ tư đó chính là trọn bộ son môi Jurica Nhật Bản đến từ Love Shopping. Còn bây giờ là phần kiểm tra hiểu ý. Bây giờ hai cặp vợ chồng đâu lưng lại nhau nè. Đâu lưng lại. Rồi nghe kỹ câu hỏi của cô nghe. Rồi. Chồng bạn ghét làm công việc nhà nào nhất? Đó. Ghét giặt đồ là... hay ghét lau nhà, dạ, hay ghét rửa chén? Đó, rửa chén. Rồi.
tắm chó đó, tắm con đó là công việc nhà. Nói đi. Rồi ok, vợ chồng của Khương xong rồi, quay ra. Khương ghét làm công việc nhà nào nhất? Rửa chén, lau nhà. Quay ra, quay ra, quay ra. Rửa chén, đúng rồi. Vợ rồi. Chồng của Lên, Lên nó ghét nhất làm công việc gì? Rửa chén, phơi đồ rửa chén. Như vậy là nhớ lộn, nhớ lộn rồi. Với kết quả trên thì hai vợ chồng con sẽ được ưu tiên chọn một trong bốn màu sắc này. Màu nào? Vàng, xanh, hồng, đỏ. Màu nào? Màu đỏ, em thích màu đỏ. Em thích màu đỏ đúng không? Còn hai vợ chồng Lên, con lựa đi. Dạ, màu hồng. Màu hồng. Rồi, màu hồng rồi, lấy màu của chú luôn. Của ai đi nữa nè, con qua lấy màu hồng. Chúng ta mở sau nha. Còn bây giờ là Thuận và chị Vân sẽ mở trước. Mời chị Vân mở. And wow. Wow. Và bây giờ xin mời hai cặp vợ chồng chúng ta đặt tay lên cái quai. Wow. Trời ơi. Chúc mừng hai vợ chồng về nấu phở ăn. Chúc mừng hai vợ chồng đến từ Sóc Trăng. Đó chính là vợ chồng Ngọc và Khương đã nhận được phần quà, đó chính là sản phẩm cốt phở bò Quốc Việt Food. Và chúc mừng hai vợ chồng đến từ Bình Định, vợ chồng của YouTuber Nguyễn Văn Lên với Son Zurika Nhật Bản đến từ Love Shopping nha. Kính thưa quý vị, đến đây thì thời lượng phát sóng dành cho chương trình Vợ Chồng Son đã hết. Thay mặt chương trình xin chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau. Chúng ta sẽ gặp lại nhau vào lúc 22 giờ tối Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7 với chương trình Vợ Chồng Son.